Bên xe máy hả? 730. 730 hả? Và quý vị ơi, đây là bên size 730. Cái này gồm có 7 cây nha quý vị. 500k nha quý vị, 7 cây 500k nha. Đó. Đây đầu tiên là một cái cây này là cây bạch, cây này là cây gì ta? Không phải bạch ngọc mai mà là cái gì đó? Bạch cúc mai. Ôi mệt quá, bây giờ nhiều tên quá không nhớ. Không có nhớ tên, ông nào nhớ thì cứ ấy đi, tôi giờ tôi quên tên. Tên tôi giờ tôi còn không nhớ nữa. Rồi đầu tiên một cây này đi. Rồi. Cây số 2 là cây sơn liễu. Cây số 3 là cây gia nhật nè. Đó. Nha. Cái gai nhật này quái nha. Trời ơi, bây giờ không ngờ cái cây này mà tôi quên tên luôn, thấy ghê thiệt chứ. Mấy ngày nay lu su vô việc không nhớ mẹ gì trơn. Rồi, ba cây đầu tiên nha quý vị, cái lô này là 7 cây 500k nha. Đó. 1 cây, 2 cây, 3 cây. Rồi, đưa ba cây này xuống đi. 7 cây 500. Đưa 4 cây kia lên. Tính giá đi. Rồi quý vị ơi, nãy ba cây đầu tiên rồi, bây giờ 4 cây tiếp theo nha. Rồi cái này tôi có tặng cây trang vàng nha quý vị. Đây, cây số 4 là cây chà Phúc Kiến. Cây số 5 là cái cây cần thăng. Cần thăng này nó cũng đẹp đó, có cái dáng đẹp nha, về uống lại nha. Còn cây này cây 86 nha. Đó nha. Ghi giá vô đàng hoàng cho người ta. Cây 86 nha quý vị, cây cây này nó đang nhú bông nha quý vị. Đó. Rồi. Đây đặng tôi bán nguyên lô luôn cho ông. Rồi, vậy đi. Một cây này là một cây tùng nha. Đó. Cây này là cây dạng liên tùng nha quý vị. Rồi. Đây là 7 cây nha, tổng cộng 7 cây nha. Hồi nãy là 3 cây, giờ là 4 cây, 7 cây. Rồi khuyến mãi một cây chân vàng luôn nha. 7 cây là có 7 cây là 500. Khuyến mãi cây chân vàng. Đó, chân vàng này già dữ lắm rồi nha, bông nhóc hết trơn rồi nè. Ổng gài nó ảnh hưởng nước mặn. Lá nó vậy đó, nó không có một miếng phân nữa. Cái bông đó nè. Quý vị về cứ vô nước mới. Tưới nước, nguồn nước tốt lại là nó sẽ xanh lại nha quý vị. Rồi, đây. 7 cây 500 với lại một tặng một cây chân vàng. Rồi xuống đi. Bán giùm trong Lâm Ngọc B cái gì đó coi.